anh ở biệt thương, nơi con sông ấm chảy vào đất Việt. Ở nơi anh đầu buồn con nước nắng phù sa như mong đôi bờ. Anh ở biệt thương biết rằng em đang ngóng ngóng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà anh thương. Bạn bè trên chốn anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. 567122. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng toàn thể có quay trở lại kênh Đặng Tí Nâu ngày hôm nay. Và thức video thì ngày hôm nay đây, em Đặng Tí Nâu rất vui mừng và xin cảm ơn các bác. Em sẽ test 3 combo lên đường luôn. Thực sự xin cảm ơn tất các bác rất nhiều. Hôm qua em đã lên sóng các 3 những combo NDC cao cấp này. Thì ngày hôm nay đây, em sẽ test 3 combo lên đường cho 3 bác ở 3 tỉnh. Bác Bình Phước, bác Hồ Chí Minh và bác ở Bến Tre luôn. Đấy. Và chiều nay sẽ lắp đặt cho bác ở Thanh Hóa nữa luôn. Cảm ơn bác rất nhiều luôn. Được sự tin yêu của bác. Và em sẽ test đây rất nhanh với cô hình combo mà em đã lên sóng của bác từ tối hôm qua mà các bác săn đón rất là nhiều. Thì với cô hình này em xin giới thiệu lại các bác nhé. Đây sẽ là cô hình tiêu biểu sập sàn để cuối năm anh em mình chơi. Tất cả đồng bộ dàn máy của EDC hết. Thì với combo này vẫn sử dụng là một đôi full bát 30 cao cấp của EDC. Dòng này thì quá quen thuộc của bác rồi. Toàn bộ hàng chính hãng EDC hết. Một bát 30 và một chép kèn thùng cân rất là đẹp. Hàng nhập khẩu chính hãng. Và như em nói với combo này là bên em sử dụng bác là súp hơi nhá. Sử dụng súp hơi bản mới nhất EDC bát 40 con này từ 22-100. Đánh cực kỳ uy lực luôn. Và tiếng rất là mềm. Súp hơi bát 40. Và 5 thiết bị dàn máy bác nhìn đồng bộ EDC nó quá đẹp. Thì với combo này em sử dụng bác là một chiếc đẩy 4 kênh nhá. Anh em nhớ là dòng đẩy 4 kênh cao cấp phiên bản màn hình nhá. Công suất là 1200W kênh. Đẩy đánh loa full và loa súp vẫn còn thừa, bác mai sau muốn nâng cấp thêm loa vẫn thoải mái. Với dòng đẩy 4 kênh cao cấp này, một chiếc quản lý nguồn ETC để cắm cả bộ dàn vào đây. Một chiếc vang số cao cấp ETC K890 Pro, còn lại tiếng vang xử lý rất là hay luôn. Thiết bị thứ tư là một chiếc máy lưng tiếng ETC, đây là bản mới nhất của ETC luôn. Rất đẹp đúng không các bác? Và trên cùng không thể thiếu đâu, mic ETC DXM10 bản mới nhất. Và nó còn cái sound tiếng mic con này rất là hay luôn. Hãng ra cái dòng mic này cực kỳ hay luôn. Đây, đồng bộ 5 thiết bị dàn máy. Đẩy 4 kênh rất đẹp luôn. Loa súp hơi bát 40, đồ là full ETC. Với combo này rất là đẹp. Và từ giờ có 5 em đã nói em sẽ khuyến mãi rất sốc cho bác những combo nó chất lượng chính hãng như này, đồng bộ này. Với mức giá chỉ có 28 triệu em lắp đặt miễn phí trong bán kính 200 km. Còn bác nào thì bên trong đây sẽ bao ship, đây sẽ đóng luôn bao ship gửi vào cho bác luôn. 28 triệu một combo này. Còn em khẳng định có mua ngoài thị trường những combo mà của các hãng đồng bộ như này nhá, chứ em không nói những cái hàng ba lăng nhăng mà ghép xong kẻ tên JBL lăng nhăng xong ghép đẩy một loại vào ngoại, không tính cái đấy, không tính nhá. Để cho anh em mua một đồng bộ hãng này ngoài thị trường không dưới 40 triệu, đúng không? Nhưng đến với Đặng Tí Nâu 28 triệu một combo đồng bộ chính hãng EDC và sẽ lắp đặt miễn phí trong bán kính 200 km. Lắp đặt cho miễn phí bán kính 200 km nhá. Đấy, anh em biết là cái mức giá em bán cho bác là giá tốt thế nào rồi. Nên bác nào có nhu cầu liên hệ ngay cho em. Bác nhìn đồng bộ của nó đẹp, nó chất lượng. Và quan trọng anh em bỏ tiền nó xứng đáng với giá trị đồng tiền 28 triệu thôi. Mới bác nào có nhu cầu liên hệ ngay cho em. Anh sẽ tích thân đến lắp đặt miễn phí cho bán kính 200 km. Đây, bây giờ anh sẽ test thử cho anh em. Bác cùng nghe một đoạn nhạc mạnh nhá. Và anh thử một đoạn nhạc mạnh cho rất thôi. Nghe tiếng súp hay nhau nhá. Nghe tiếng nhạc này. Just clap your hands. Quá phê luôn.